chết fan đời thứ hai. Nâng cấp của đời thứ hai so với đời đầu là đời đầu đây là nút vuông anh em bật lên và anh em nhấn cái này để chọn những cái tốc độ khác nhau. Và đời thứ hai thì chúng ta nhấn nguồn và chúng ta sẽ trượt cái này để điều chỉnh độ chậm. Thì trong hộp sẽ có là cáp sạc USB-C hai cái đầu này. Bây giờ thử tốc độ của đời 1 với đời 2 nha. 44 cây số giờ. 70 mấy cây số giờ. Gấu không? Thử gắn cái đầu gió này. 72 cây số giờ khi mình gắn cái đầu này. 100 cây số giờ. Chút mấy 100 cây số giờ. Và gấu.